nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình học phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam đồ chúng ta đi vào đường nào trong tâm cần phải tường tận rõ ràng vì vậy tự nghĩ xem thời kỳ mạt phá tu hành chân chánh khó khó vô cùng chỉ nói mà thôi sao có thể làm thật Phật pháp suy yếu chính là như vậy. Chúng ta chỉ có tự mình làm đừng kỳ vọng vào người khác. Hy vọng người khác. Sao cùng sẽ thất vọng. Tự tu làm công đức chân thật Hiện nay có người tại gia tinh tấn tu hành. Tôi biết có hơn mười người. Nỗ lực tu hành không hề hồ đồ. Hồ Tiểu Lâm y giáo tu hành. Ông học Phật chưa đến bốn năm, hơn ba năm. lưu tối dân hành trị. Tự mình hành trì Bà có thành tựu Thật sự đạt được pháp hỷ Tâm địa thanh tịnh Trí tuệ tăng trưởng Kinh Phổ Siêu Ta Muội quyển 1 nói. Quyển thứ nhất có hai câu như vậy. Mặc giáp giới đức, quá độ chúng sanh. Muốn giáo hóa chúng sanh, muốn độ chúng sanh. Điều kiện đầu tiên là phải mặc vào áo giáp giới đức. mặc vào áo giáp này chính là võ sĩ không có áo giáp này quý vị là người bình thường như vậy làm sao có thể tham gia chiến đấu Điều này nói rõ, giới luật vô cùng quan trọng. Đây chính là ý nghĩa chân thật của thiện hộ thân nghiệp không mất oai nghi. Thiện hộ thân nghiệp không mất oai nghi. Chúng ta lý giải nó như thế nào? Học tập nó như thế nào? Sau cùng là thực hành nó như thế nào? Áo giáp Giới luật ở đây có hai nghĩa Thứ nhất là hỗ trì Lấy giới đức làm áo giáp Như áo phòng hộ của đội viên Phòng cháy Chữa cháy Phòng quả Đi vào nhà lửa tam giới, nhà lửa tam giới tức là luân hồi lục đạo. Ta ở trong luân hồi lục đạo. Nổi lên ngọn lửa tam độc mãnh liệt. Tam độc là tham sân si. Thêm vào ngạo mạn hoài nghi là ngũ độc. có một trăm năm độc này không thoát ly được luân hồi đầy đủ cả năm loại chắc sẽ rất đáng sợ có thể không tạo ác nghiệp sao có thể không đọa vào ba đường ác sao Vì thế Cần phải có bản lĩnh thật sự Ngỗ độc ngay trước mắt Cũng không bị tổn thương Ta mới có thể tự độ độ người Năm đọc ngay trước mặt Liền khởi tâm Về quay như xong Thất bại hoàn toàn người thế gian khó đồ phải nhất là danh văn lợi dưỡng cho quý vị địa vị cao quý vị có động tâm chăng nếu cho một số tiền lớn có động tâm chăng Tâm tham liền sân khởi. Tham nhất định liền đới. Tham sân suy mạng, nghi đều khởi lên. Không có, đức hạnh trì giới dựng chắc. Khi gặp cảnh giới này, thường hay thất bại. thậm chí tu hành nhiều năm có địa vị trong trúc sông tùy bút đại sư liên trì có ghi chép chân tu ở trong núi sâu học vấn, dịch đức hạnh, được người kính ngưỡng, tín đồ trong thành mời họ đi giảng kinh, mời họ đến cúng dường, họ đi. Nói có một đạo tràng Quy hoàng lộng lẫy Mời họ đến làm trú trị Họ đã đi Sau khi đến đó ở Tất cả tùy tục Đạo tâm không còn hoàn toàn thói chuyện với định tuệ biên mật tham sơn si hiện tiền tu hành trong thâm sơn mấy mươi năm khi vào trần thị không vừa qua được khảo nghiệm quay như xong quý vị xem vấn đề này khó biết bao không dễ tí nào chúng ta tự nghĩ thử xem trong thế giới muôn màu hiện nay không có gì không làm mê hoặc lòng người mê hoặc ta sanh khởi thất tình ngũ dục quý vị nói có đúng không thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục ngũ dục là tài sát danh thực thụy Ở thế gian này, bất luận đi đến phương trời nào, nó đều ở ngay bên cạnh ta. Nếu như có áo giáp giới định, như như bất động, còn phải thêm vào quán tuệ. Biết được như thế nào? Quán pháp như huyện hóa, Thị giới muôn màu mộng huyễn bao ảnh. Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc. Niệm niệm quán tưởng như vậy. Đó là thật sự đi vào nhà của Phật qua tu. Vào nhà của Phật mỗi niệm là giới định tuệ, Niệm niệm tham sân si là nhà của ba đường ác. Điều này cần phải có tâm cảnh giác thật cao. Không cho phép mỗi niệm của mình có tham sân si. Cảnh giới bên ngoài mê hoặc, Ta cần có công phu quán chiếu. Cảnh giới thiện mấy hoặc khiến ta khởi tâm động niệm. Cảnh giới bất thiện mấy hoặc khiến ta khởi tâm sân nhuệ. Điều này ngay trong cuộc sống hàng ngày mọi lúc mọi nơi đều xoay quanh chúng ta đối với thế giới này trong kinh nói rất hay thế giới ta bà tu hành một ngày bằng thế giới cực là tu hành một trăm năm hay nói cách khác thế giới này không tệ tu hành ở thế giới này tiến triển quá nhanh so với thế giới cực lạc. Không sai, ở thế gian này lên xuống thất thường. Lên rất nhanh, xuống cũng rất nhanh. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền rơi vào địa ngục A Tỳ. Người có công phu quán chiếu thế giới này rất tốt thế giới tây phương cực lạc thiện ác đều không có cho nên tâm mình luôn giữ được cảnh giới của định do vậy ở đó tiến bộ rất chậm không nhanh lắm thế giới này thử thách rất nghiêm khắc thông qua lập tức nâng cao không thông qua lập tức đi xuống Hai thế giới không giống nhau. Người biết tu, hai thế giới này đều tốt. Không có gì khác biệt. Không biết tu, muốn đến thế giới cực lạc cũng không đi được. Không muốn vào tam đồ trái lại cứ phải vào nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình học phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam đồ chúng ta đi vào đường nào trong tâm cần phải tương tận rõ ràng người phát tâm nhiều vô kể thật sự thành tựu không được mấy người nhưng phát tâm vẫn tốt hơn không phát tâm tâm vừa phát a la gia liền có chủng tử vì sao không thể thành tựu vì tập khí phiền não quá nặng chướng duyên quá nhiều không vừa qua được sự cám dỗ đối với bản thân đem lại chút lợi ích là thay đổi tâm rồi chúng ta thấy cổ kim trong ngoài người tu học chân chánh có thành tựu có định công chúng ta nói họ có tâm sâu xa có kiên trì không dễ bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc Quý vị ở trên núi tu hành. Trên núi thường có. Hiện nay rất phổ biến. Khách thập phương đến tham quan, đến tham học. Có nhân duyên với quý vị, đây là nhân duyên nhiều đời trước. Khi gặp rất quan hỷ, nói với quý vị ở chỗ chúng tôi có đạo tràng mời quý vị đến làm chủ trì đến đó hoàng pháp lợi sanh chúng tôi ủng hộ quý vị nghe như vậy tâm động ngay rất muốn đi quỷ bổn nguyện một đời của mình cứ vậy chưa thành tựu đã lìa đảo tràng như vậy làm sao có thể thành tựu được nhật bản trước đây tôi có đến sáu lần có một lần đến tham bái núi tỷ duệ người nhật bản gọi núi này là chiếc nôi của phật giáo vì sao vậy vì tông phái của phật giáo nhật bản tổ sư khai sơn đầu tiên đều tu hành ở núi này khi tôi phỏng vấn thỉnh giáo với họ ngày xưa chư vị đại đức này ở trên núi tu hành thời gian bao lâu phương trượng núi tỷ duệ nói với tôi thời gian dài nhất là ba bốn năm không hạ sơn ít nhất là mười bảy năm người xưa thường nói bảy năm tiểu thành chín năm đại thành ít nhất là mười tám năm họ có thể không thành tựu sao? Tâm họ an định, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, không bị danh gian lợi dưỡng cám dỗ, họ có thể thành công. Ngày nay chúng ta chỉ có một chút không như ý là sanh oán hận đạo tràng có lỗi với họ một chút cám dỗ bên ngoài họ liền cảm động đi theo đây chính là điều thầy lý đã nói có chùa không có đạo. Không thể hưng giáo. Câu này của thầy Lý nói rất nặng. Nếu chúng ta muốn làm cho Phật giáo hưng thịnh, không thể không hiểu đạo lý này. chúng ta nên suy nghĩ nhiều về phương diện này sẽ kích thích tâm đạo của chính mình từ nơi này sẽ sanh ra trí tuệ sanh ra can đảm bắt đầu từ bản thân bắt đầu từ đạo tràng này của chính mình Đảo trang của chúng ta. Bên ngoài nhìn vào không tệ, bên trong là một nắm cát rời, không đoàn kết. Tự bản thân cần cố gắng suy nghĩ. cửa Phật đối với mọi người. Không tệ, Phật tử tại gia cúng dường không điều kiện. Mục đích là hy vọng quý vị an tâm học đạo. Sau này, khai ngộ chứng quả, giáo hóa chúng sanh. nếu như chúng ta không làm được thì sẽ giống như người xưa nói một hạt gạo thí chủ lớn như núi tu gì đời này không thành đạo mang lông đội sừng trả câu nói này của đại đức tổ sư có phải là đang nói với ta thực sự là phải chịu trách nhiệm nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình học phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam đồ Chúng ta đi vào đường nào? Trong tâm cần phải tương tận, rõ ràng. Cảnh giới hiện tiền tức là nghiệp chướng hiện tiền. Thiện duyên, người tốt. Thuận cảnh, cảnh giới tốt xứng tâm như ý cảnh giới này hiện tiền phải chăng là nghiệp chướng là nghiệp chướng cảnh giới này hiện tiền quý vị quan hỷ quan hỷ liền muốn không chị liền muốn chiếm hữu đây không phải là nghiệp chướng hiện tiền ư ừ thanh tịnh bình đẳng giác không còn nữa trong thuận cảnh phải đối đãi bằng tâm bình đẳng đừng để trong lòng trong tâm chỉ có kinh giáo của như lai chỉ có Phật A Di Đà vậy là đúng nghiệp chướng tiêu trừ nghiệp cảnh ác duyên hoàn cảnh không tuột. ta ở trong này chịu khổ chịu nạn ác duyên gặp toàn người ác đều oán hận ghét sĩ nhục hãm hại quý vị Đây là ác duyên Trong hoàn cảnh này Rất dễ sanh tâm sân nhuế Sanh tâm oán hận Nghiệp chướng khởi hiện hành Làm sao có thể ở trong cảnh giới này vẫn dùng thanh tịnh bình đẳng giác? không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiều. Đây gọi là tu hành chân chánh, nghiệp chướng tiêu trừ. Cho nên phải hiểu bất luận hoàn cảnh nào. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, Người biết tu là ngày ngày đang tiêu nghiệp chướng, khắp nơi đang tiêu nghiệp chướng, mọi lúc đang tiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng tiêu hết. Trí tuệ liên hiến tiên. Là việc tốt không phải việc xấu. Không biết tu trong hoàn cảnh này, nghiệp chướng tăng trưởng. Tạnh đức, hoàn toàn bị che đậy, không hiển lộ được. Hiển lộ ra toàn là tập khí phiền não. Như vậy, quả báo đời sau trong ba đường ác. Người biết tu, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không để trong lòng đều đối đãi bằng tâm thanh tịnh đều đối đãi bằng tâm bình đẳng đối đãi bằng tâm biết ơn những gì học tập được trong kinh giáo phải thực hành trong cuộc sống nếu kinh giáo thoát ly khỏi cuộc sống tập khí phiền não không hề giảm nhẹ kinh điển chỉ là một chút tri kiến đầu lưỡi không khởi tác dụng đáng sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó không hề liên quan đến liễu sanh tử xuất tam giới đoạn phiền não sanh bồ đề đây là không biết học trong đời này tôi từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người biết học quả thật không nhiều vô cùng hy hữu người không biết học gọi là tu luyện một cách mù quáng quả thật rất nhiều không phải Phật pháp không linh mà ta học sai ta không biết học cầu đối với các hữu tình thường dùng từ nhẫn làm hoài bảo. Chúng ta có làm được chăng? Nó quá quan trọng. Như vậy mới gọi là tấm lòng Bồ Tát. Lòng dạ vốn có của quý vị đều tự cho mình hơn người. Người khác đều không bằng mình cảm giác ưu việt tâm trạng ngạo mạn khinh thị người khác đó là lòng dạ gì là lòng dạ của ba đường ác học phật tạo tội nghiệp của ba đường ác vẫn phải đọa vào ba đường ác người suốt đời giảng kinh dạy học vẫn tự tư tự lợi vẫn bị cuốn vào danh văn lợi dưỡng không có chút gì từ bi thương xót nào đời sau vẫn đọa địa ngục Người giảng kinh sao lại đọa địa ngục? Giảng kinh là một việc. Tâm hành sở tạo là tội nghiệp của tam độ. Tạo tội nghiệp đương nhiên chịu quả báo. Không thể vì người này giảng kinh thuyết pháp mà có thể không chịu quả báo, không có đạo lý này. Chúng ta không thể không biết điều này. Học Phật phải bắt đầu từ đây. Phải thường dùng tư nhẫn làm hoài bảo.